Vâng, xin chúc mừng các chiến sĩ đã hoàn thành xong bài tập của mình và xin mời các chiến sĩ về chỗ ngồi của mình để chuẩn bị cho phần thi tiếp theo. Xin bật sát lên kiểm tra kết quả của các bốn a số lượng 4A là 14, 4B